Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, con đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, đi đến đất Moria. Ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiên. Trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ, vâng, và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết người kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng vì ngươi làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như các bãi biển. Miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa.